Đây để quay cái vườn sang này này. Đây là hồng cổ ấy các bạn nhá. Vành bao nhiêu đấy? Hồng tết. Thoát 1m75. Đấy, vành 100 thoát 1m75. Cái này cắt tay tán các bạn chơi bonsai đây. Cái này đúng 10 triệu bán. Đúng 10 triệu. Đúng 10 triệu đi. Cây nhà Hoàng nhầm ở trong lòng rồi nó cắt đi cái đấy mới. Anh phải quay vế bên kia mới đẹp. Cây kia. Cái giày này không nổi ra đâu. Cây Hoàng nhầm. Ô, anh cứ nổi ra không bị gì cả. Không, giày này cứ nó vẫn. Rồi, cây này đẹp rồi. Vành 100 thoát 1m7 bạn nhé. Cái này mới đang đẹp nữa này. Hồng tết rồi nhá. Đây các bạn này sang nhá. Sang rất là dễ sống này. Đấy, sang cắt ra đấy. Sang này 2 năm nữa lại được bán. Đấy. Sang mua về cứ cắt làm đôi thành 2 cây nhá các bạn nhé. Đấy. Đây. Đây. Ê, cái tường vi này là vanh được 100 nhớ. Đấy, tường vi đây. Cái quả dương đất bẩn lắm, cái quả trứng gà. Ở chú Đông nọ còn cái gì đẹp nhỉ? Chú á? Ừ. Chú người mày cái đẹp này vào xem mới biết. Thế 8 này xem nọ nọ bán cái gì nhỉ? Cái gì vanh 20 bán có 2 triệu nhỉ? Cái cây liễu. Không thoát cao. Ôi giời, thoát đẹp luôn. Tường vi này. Thế thì bán rẻ? À, thoát hơn. Anh Đông, cây của anh Đông 2 triệu là nó to hơn cây tường vi này nhưng nó thoát. Vanh làm gì được 20? Không, cây đấy nó chỉ vào 6 phân thôi. 6, 3, 18 cũng được, thoát 3 mét kìa. 2 triệu. Thế bán cao, thoát 3 mét. Thế là bán rẻ đấy. Tôi cây... Cứ thế vừa mồm cũng được, chủ nhựa chú chơi thôi. Cây này, cây gì mà chơi chọi này? Sang gì? Đấy, sang đó nhé các bạn nhé, sang rất dễ sống rồi nhé. Cắt. Đấy, sang nhé. Nên các bạn mua sang là hôm nọ mua cho em ở dưới Bắc Giang về cắt ra đây mà đấy nhá, sống tinh sống đẹp. Cây này vanh 70 đấy. Đấy, vanh 70. Cắt đúng 3 mét, em cắt đúng 3 mét, cứ cắt 3 mét. 70 cả. 70 mà. Vanh là nói là cây này là mua của bọn Bình. Không đây, cây gì bàn trà đấy nhỉ? Em ơi, cây gì bàn trà đấy nhỉ? Đúng nghĩa rồi. Hả? Trứng gà. Trứng gà bay bao nhiêu đấy? Cây này 3 triệu thôi. Bay bao nhiêu bay ra ngoài này? Bay ra chắc là tầm 2 mét, rưỡi 2 mét 7. Vanh được bao nhiêu? Vành 42. Rồi 3 triệu cái này các bạn nhá. Đấy, đây là dâm ủ rồi này. Đâu bán. Đây, cây này đúng cây bàn trà nhá. Kiếm được cây. Cây này là cây gác cổng em đang tính mang ra cổng rồng anh Tiệp ạ. Cổng gì cái này để đây. Phải làm cổng. Đấy. Còn cây kia thì bán cho chú gì ở Bố Hạ rồi, còn bây giờ chả nhớ nó là cây, ai. Cây này á? Ừ, nó giá hết tiền rồi. Cây gì đấy? Cây bơ. Bơ bay. Bán bao tiền đấy? 5 triệu. 5 triệu. Bản trả. Ôi mình có thằng em nó còn bán cho mình 2 triệu lâu lắm chẳng hết đuổi mà muốn trả lại cũng được ấy. Em nhiều người. Thế chết rồi. Một chú ở nó đặt cọc cái mẫu đơn trắng. Đông ấy. Cái chú đấy thì nó cứ đòi lấy nhưng mình bảo bây giờ đang ra lá non không được lấy. Cây bơ 5 triệu bán rồi bạn nhá. Cây này vanh làm gì được 70 nhỉ? Được không? Cây này vanh của nó là chỉ được có 58 phân cây đất 1 mét thôi. Ờ thế là 60 phân. Nó mới được 70. À. 5 triệu. Thì giống người đánh gì thì gốc mục thì dễ nó bật lên mọc như bạn luôn. Khỏe nhỉ. Ừ, cây này nó dễ sống như cây đấy. Đây hồng hồng tết đây, cái này nọ bảo mấy triệu mới bán được nhỉ? Cây hiên nhưng mà không bán được, cây đấy phải tầm 12 triệu thôi bạn. Sao thế? Bởi vì nó có một cây như này nhưng nó sai quả, người ta bán 30 triệu. Ôi trời, hồng nói nào vanh nó bé tí rồi nói thế thì chết à. Vanh 40. Đây đây, cây này nó bán 30 triệu đây. Cái tầm nữa mà không cạo đi giá. Rồi còn đéo triệu. Hồng tết đấy phải không? Hồng tết. Đây này, cây này nó bán 30 triệu này. Cái tầm mũi cạo đi. Đây này, cây này nó bán 30 triệu này, cây của em nay mai nó cũng thế. Đây đây, cái hồng tết này các bạn này. Đấy, quả này. Đấy. Cây của em nay mai kém gì đâu. Mình cây này thế nó phải hơn chục năm ấy. Như cái tầm mũi cạo. Nhưng mà cây này là hồng cậy thôi. Không phải là hải hậu hay là gì. Không, như không cần hải hậu. Cây ở bên kia giá 15 triệu nó to hơn cây này tí. Đẹp làm chín chín như thắp luôn. Cái tầm mũi cạo đi, cái dao cạo đi. Đây này, ông chủ quyết cây mộc này để chốt cây mộc này. Đây cây mộc này thích lắm đây này. Đây này cây mộc các bạn nó không chê đâu này, chốt luôn trên cây uy này. Cây mộc này rất bé nhưng mà trông nó đẹp này nhé bạn này, không chê đâu, luột này, rễ đẹp này. Hôm nay uống rượu thì chó đây, mai ra quyết được cây mộc này đây. Mấy bạn nó thoát hai tay đẹp này. Cây mộc này không chê đâu được. Hôm nay uống rượu thì chó có khi chốt được cái mộc này đấy các bạn nhé. Chưa thấy thì chó nào lên đây à? Đây rồi, trong kia rồi. Đây thì chó đây nhá. Đấy nằm rồi nhá. Uống rượu say mới làm việc được.
Ừ.